Ngày 1 tháng 6 năm 2015, Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng triển khai trung tâm tiêm chủng. Vaccine của trung tâm được sản xuất tại Bỉ, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Ý bởi các hãng nổi tiếng như Sanofi, GSK, MSD, Pfizer, Novartis, cung cấp từ các nhà phân phối chính hãng theo quy trình quản lý quốc tế. Đặc biệt, nhân dịp khai trương trung tâm tiêm chủng có chính sách hỗ trợ khách hàng như sau: giảm 10% tất cả các loại vaccine đến hết năm 2015, giảm 20% khi đăng ký sử dụng trọn gói dịch vụ vaccine, giảm 20% khi đăng ký tiêm một loại vaccine theo nhóm từ 4 thành viên trở lên. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015. Vui lòng liên hệ điện thoại 05113-679-555 để biết thêm thông tin. Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Bác sĩ của bạn, chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng và Furama Resort. Bác sĩ của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh DRT2 và phát lại vào lúc 15 giờ 30 chiều thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Kính thưa quý vị, khi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao thì nhiều người sẽ quan tâm đến các dịch vụ y tế cũng như chăm sóc sức khỏe cho cá nhân và cộng đồng. Trong những năm gần đây thì vaccine phòng bệnh được mọi người chú ý nhiều hơn, thêm về các cái lợi ích của vaccine thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có nhiều thắc mắc. Và để giúp quý vị giải đáp các thắc mắc này thì chương trình Bác sĩ của bạn hôm nay xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ hai vị khách mời đặc biệt của chương trình. Đó chính là các bác sĩ đến từ Trung tâm Tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng. Xin chào bác sĩ Nguyễn Thị Mận. Chào Khả Lục. Chào tất cả các quý vị khán giả xem chương trình hôm nay. Và vị khách mời thứ hai của chương trình đó chính là Thạc sĩ Bác sĩ Võ Thị Hồng Nhị. Xin chào bác sĩ Nhị. Xin chào bác Lộc. Kính thưa quý vị, từ khi có vaccine thì thế giới đã có những thay đổi dự kỳ. Như vậy sự thay đổi đó như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một đoạn video clip ngay sau đây. Thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 được coi là thập kỷ thành công nhất của lịch sử phát triển vaccine. Vaccine là một công cụ rất hiệu quả trong dự phòng các bệnh nhiễm trùng. Hiện nay đã có gần 30 bệnh nhiễm trùng có thể dự phòng được bằng vaccine. Không giống như các can thiệp y tế khác, vaccine giúp cho dự phòng và bảo vệ sức khỏe cho con người và qua đó góp phần phát triển nguồn nhân lực. Ngoài việc làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong, làm cho trẻ em khỏe mạnh phát triển thể chất và trí não bình thường, vaccine còn giảm mắc các bệnh khác, giảm số ngày ốm và nhập viện, giảm chi phí chăm sóc y tế, đặc biệt giảm thời gian và công sức của phụ nữ do không phải chăm sóc trẻ bị bệnh, cũng như làm giảm số trẻ sinh ra do không phải lo trẻ bị ốm và chết, góp phần nâng cao sức khỏe của phụ nữ, giảm tình trạng tàn phế hay mất khả năng lao động do bệnh tật gây nên. Ngoài ra, tiêm chủng còn giúp bảo vệ sức khỏe cho cả người lớn như vaccine phòng cúm, phòng viêm màng não do não mô cầu, phòng ung thư gan, ung thư cổ tử cung. Bên cạnh những lợi ích trực tiếp và gián tiếp của vaccine trong việc làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong của các bệnh nhiễm trùng, nó còn có những tác động lâu dài cho cá nhân và cộng đồng, như tăng khả năng và năng suất lao động do không bị ốm đau. Thực tế và kinh nghiệm của chương trình tiêm chủng mở rộng và các chương trình y tế khác tại Việt Nam trong 30 năm qua cho thấy tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Bởi đầu tư cho tiêm chủng dự phòng bằng vaccine là đầu tư cho phát triển của mỗi cá nhân và cả cộng đồng. Kính thưa quý vị, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy được cái tầm quan trọng cũng như các lợi ích của vaccine mang lại. Thưa bác sĩ Nhị, thì tôi đã nghe rất là nhiều về vaccine rồi, tuy nhiên là bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về vaccine là gì và cơ chế phòng bệnh bằng vaccine như thế nào không ạ? Thì có vaccine là những cái chế phẩm sinh học đặc biệt, nó có tính kháng nguyên. Khi nó đưa vào cơ thể mình thì nó sẽ kích thích cái hệ miễn dịch của cơ thể mình, tạo ra cái kháng thể để chống có con vi khuẩn hoặc là virus đó. Sau đó nó sẽ ghi nhớ lại cái miễn dịch đó, để lần sau con vi khuẩn hoặc là virus đó tấn công lại thì mình sẽ có cái kháng thể để chống lại. Ví dụ chẳng hạn khi mình tích ngừa vi sinh sởi chẳng hạn, thì mình đưa vào cơ thể mình một lượng virus sởi để giảm độc lực. Nó không có gây bệnh nhưng nó có tính kháng nguyên, nó sẽ tích kích cơ thể mình tạo ra cái miễn dịch
cái kháng thể chống sởi lần này và ghi nhớ để lần sau mà nếu gặp lại virus sởi thì nó sẽ tấn công lại. À, thưa bác sĩ Mận, thì tôi được biết rằng một đứa trẻ ngay sau khi sinh ra có thể tiêm phòng vaccine. À, như vậy thì bác sĩ có thể giải thích cho khán giả truyền hình biết được những lợi ích mà chúng ta tiêm vaccine cho trẻ trong vòng 24 giờ sau sinh. À, như lúc nãy chúng ta đã được bác sĩ Nhi giải thích về cái cơ chế cũng như là tác dụng, cái giá trị của vaccine. Thì khi mà em bé vừa chào đời bắt đầu tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, có rất nhiều cái nguy cơ lây nhiễm bệnh, thành ra là có những cái mũi tiêm được chủng ngừa sớm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Thì thường như là mũi lao, mũi viêm gan B sơ sinh. Tuy nhiên hiện tại thì cái mũi tiêm phòng bệnh lao sẽ được đưa về địa phương để tiêm trong cái thời gian sớm nhất. Còn hiện tại tại những cái cơ sở y tế thì có thể tiêm sớm cái viêm gan sơ sinh, đặc biệt là trên những cái bà mẹ mà nhiễm viêm gan B. Khi mà sinh em bé ra thì em bé sẽ được chủng ngừa sớm, có thể là phối hợp thêm với cái mũi kháng thể chống lại viêm gan B kết hợp giữa vaccine là mũi kháng nguyên để kích thích miễn dịch với cái mũi kháng thể đó càng sớm, trước 12 tiếng hoặc là chậm nhất là đến cái giai đoạn là 24 tiếng thì sẽ kích thích được cái hệ miễn dịch của em bé, nó tiết ra cái kháng thể cũng như là chống lại cái sự nhân lên cái virus viêm gan B, nó được bị lây truyền qua mẹ. Vì như chúng ta biết thì viêm gan B là sợ nhất là lây truyền qua đường máu, qua những cái tiếp xúc trong cái quá trình chuyển dạ mà khi mà mẹ sinh em bé hoặc là mổ để lấy em bé ra. Chính vì vậy mà cái dự phòng sớm, đặc biệt là viêm gan sơ sinh, rất là quan trọng. Yeah. Bác sĩ Mận vừa đề cập đến viêm gan sơ B. Thì trong những ngày gần đây thôi thì một người bạn của Khả Lục thì cũng mới vừa sinh em bé. Và khi hai bạn sinh em bé thì bác sĩ yêu cầu là chích vaccine phòng bệnh viêm gan siêu B cho em bé. Tuy nhiên bạn có đề nghị rằng là bởi vì trước đó bạn đã đi xét nghiệm và bạn đó đã có kháng thể viêm gan siêu B. Như vậy thì theo bác sĩ, ý kiến của bạn như vậy có đúng không? Và chúng ta có áp dụng trong trường hợp này không? Cái thắc mắc này rất là hợp lý. Tại vì người ta thường nhắc đến là tiêm phòng viêm gan B sơ sinh sớm để dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, nhưng mà người mẹ lại không mắc thì có cần thiết để mà tiêm hay không? Thì câu trả lời là cần thiết. Tại vì ngoài cái việc mà lây truyền từ mẹ sang con, như chúng ta biết thì viêm gan siêu vi B còn lây truyền qua đường máu. Và trong cái quá trình mà em bé vừa sinh ra, có thể là những người xung quanh bị nhiễm, cũng có thể là lây nhiễm từ những em bé khác. Chúng ta không chắc rằng người mẹ đó xét nghiệm âm tính hoặc là kháng thể rồi thì loại trừ hết cái nguy cơ lây nhiễm. Đặc biệt Việt Nam chúng ta là một cái nước mà có cái tỷ lệ lưu hành người lành mang bệnh, có nghĩa là những cái người nhiễm viêm gan, virus viêm gan siêu vi B nhưng mà không biểu hiện bệnh, âm thầm cái tỷ lệ đó rất là cao tại Việt Nam của chúng ta. Nên cái vấn đề mà chủng ngừa sớm là rất là cần thiết và quan trọng để mà tránh lây nhiễm. Đồng thời với những cái em bé khỏe mạnh, vì người ta sợ rằng khi em bé vừa ra đời như vậy đang tiếp xúc với một cái môi trường mới, liều tiêm sớm thì có hợp lý hay không, thì thường trước khi tiêm thì bác sĩ sẽ khám và đánh giá xem em bé đó có đủ cái sức khỏe để dự phòng hay không. Với một em bé bình thường được sinh ra từ một cái cuộc chuyển dạ bình thường và đủ cái cân nặng, đủ cái sức khỏe, không có cái dấu hiệu bất thường của bệnh lý thì chúng ta nên dự phòng sớm, đặc biệt là trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Đó là cái khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và rất nhiều nước, trong đó có các nước phát triển cũng như là những nước đã phát triển như Mỹ, Canada, họ đều áp dụng. Chính vì vậy mà Bộ Y tế của chúng ta cũng đưa vào cái chương trình tiêm chủng mở rộng thường quy trên những em bé vừa mới chào đời có một sức khỏe bình thường. Thưa bác sĩ Nhị, thì công tác tại trung tâm tiêm chủng của Bệnh viện Đa khoa Tâm lý Đà Nẵng thì bác sĩ Nhị có gặp những cái thắc mắc tương tự như tôi vừa đề cập? Câu hỏi này thì mình gặp rất là nhiều, nhưng mà những trường hợp này mình đều tư vấn trẻ nên tiêm chủng. Dạ. Như vậy thưa bác sĩ, thì đối với một trẻ dưới 12 tháng tuổi thì chúng ta nên tiêm phòng những vaccine nào? Thì tiếp theo có mũi lao và mũi viêm gan B giai đoạn sơ sinh, thì trẻ được 1 tháng tuổi ba mẹ cần phải chú ý những cái mũi vaccine
để đưa trẻ đi tiêm cho đúng thời hạn. Ví dụ khi trẻ được 2 tháng tuổi thì mình cần phải đưa trẻ đi tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và viêm màng não do HI và uống nhỏ rotavirus. Khi trẻ được 3 tháng thì mình cũng tiêm bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm màng não mũi do HI mũi thứ 2. Và mũi tháng thứ 4 thì mình cũng tiêm lại những cái mũi như vậy, lần thứ 3 và nhỏ rotavirus. Khi trẻ được 6 tháng thì mình có thể chích ngừa vaccine cúm. Khi được trẻ được 9 tháng thứ 9 thì mình bắt đầu tiêm vaccine sởi. Đó là những cái lưu ý trong 12 tháng đầu tiên của trẻ. Thì trong mỗi lần mà đi tiêm chủng thì ở trung tâm tiêm chủng họ sẽ phát cho trẻ một cuốn sổ ghi ngày tháng và những cái mũi vaccine, và họ sẽ hạn, bác sĩ họ sẽ hạn lại những lần tiêm sau. Thì ba mẹ trước khi đi cần phải theo dõi cái sổ, và khi mỗi lần đi tiêm chủng cần phải đem theo sổ để bác sĩ họ dễ theo dõi. Quả thực thì tôi nghĩ rằng đó là những cái thông tin rất là bổ ích đối với các bậc phụ huynh, đặc biệt là các bà mẹ. Khi mà đến với các trung tâm tiêm chủng thì chúng ta sẽ được hỗ trợ về nhắc lịch cũng như là theo dõi cái tiến trình tiêm phòng vaccine cho bé, đúng không ạ? Như vậy thì thưa bác sĩ, thì tiếp theo đối với những trẻ hơn 12 tháng tuổi thì chúng ta có những cái mũi vaccine nào tiếp theo và chúng ta có cần phải theo dõi gì trong cái giai đoạn này? Thì tiếp theo sau 1 tuổi thì các bậc ba mẹ cần phải chú ý là các mũi vaccine cần phải tiêm tiếp cho trẻ. Ví dụ khi trẻ được 12 tháng tuổi thì mình nên đưa trẻ đi tiêm mũi viêm não Nhật Bản B, tiêm vaccine phòng thủy đậu, vaccine phòng sởi quai bị rubella. Từ 2 tuổi trở đi thì trẻ sẽ được tiêm phòng vaccine phòng viêm phổi do phế cầu. Còn cái giai đoạn thanh thiếu niên thì bác sĩ Mạnh thì có một số lưu ý. Vâng, đặc biệt là với trẻ nhỏ, những cái mũi tiêm mà bác nhì đã giới thiệu thì chúng ta cũng thấy được cái tầm quan trọng. Ví dụ như những cái bệnh mà có thể gây cho trẻ. Riêng tôi muốn là lưu ý thêm một số bệnh mà liên quan tới cái sức khỏe sinh sản về sau này của trẻ. Đó là cái rubella đối với trẻ nữ, liên quan tới cái việc thai nghén sau này, và cái mũi quai bị đối với trẻ nam. Thì hiện nay là có một cái loại vaccine là 3-in-1 bao gồm rubella, quai bị, sởi. Thì cái mũi đó vừa tiêm được cho trẻ nam, vừa tiêm được cho trẻ nữ, và dự phòng sớm ngay từ khi cháu đi qua 1 tuổi là có thể tiêm được rồi. Và khi tiêm sớm như vậy, sau này khi cháu lớn lên, những cái vấn đề mà liên quan tới rubella thì chúng ta cũng đã từng nghe, nó rất là nguy hiểm khi mà trong quá trình mang thai mà mẹ nhiễm phải. Và đặc biệt với trẻ nam thì cái vấn đề quai bị, đôi lúc chúng ta nghe là quai bị thì cũng nhẹ nhàng thôi, nhưng mà có một cái biến chứng viêm tinh hoàn, nó sẽ ảnh hưởng về cái chức năng sinh sản của người nam sau này, có thể dẫn tới là vô sinh. Chính vì vậy mà các bậc cha mẹ cần lưu ý tiêm sớm cho con chúng ta những cái mũi trong cái liều phối hợp 3-in-1, đó là sởi, quai bị và rubella. Quả thật thì có rất là nhiều điều chúng ta cần phải lưu ý đối với việc tiêm phòng vaccine cho trẻ. Và trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi mà mọi người rất là bộn bề với những công việc, thì cái việc mà trễ lịch tiêm chủng đối với trẻ là không thể tránh khỏi. Như vậy thưa bác sĩ Nhị, thì đối với việc trễ lịch tiêm chủng cho trẻ thì có tác dụng, có bị ảnh hưởng đến gì đến tác dụng của vaccine đối với trẻ không? Khi mà đưa ra cái lịch tiêm chủng cho trẻ thì các nhà tiêm chủng họ đã quy định ra cái khoảng cách liều tối thiểu giữa 2 liều, còn không có quy định khoảng cách tối đa giữa 2 liều. Vì vậy mà khi mà bố mẹ quên liều tiêm chủng hoặc là vì không có vaccine thì mình có thể tiêm lại cái liều đó càng sớm càng tốt. Và vì cái hệ miễn dịch mình nó có tính ghi nhớ, nó sẽ tiếp tục tạo ra cái kháng thể để chống lại cái bệnh đó và ghi nhớ lại. Ví dụ như khi mình theo quy định là vaccine 6-in-1 hoặc 5-in-1 là mình phải tiêm tháng thứ 2, sau đó tháng thứ 3 mình phải tiêm lại. Nhưng vì nếu mà bố mẹ qua tháng thứ 3 mà vẫn chưa tiêm lại, hoặc là tháng thứ 4 mà chưa tiêm lại, thì mình có thể tiêm lại ngay càng sớm càng tốt. Tức là cái liều mũi thứ 2, không cần phải tiêm lại từ đầu. Thưa bác sĩ, thì như bác sĩ vừa đề cập đến vaccine 5-in-1 và 6-in-1, thì đó là một trong những cái tâm lý mà nhiều khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn có thắc mắc với chương trình về việc này. Tức là khi họ tỏ ra lo ngại khi mà cùng lúc tiêm nhiều loại vaccine cho con trẻ như vậy, thì có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của con trẻ? Thì bên đây rất là có một tiến bộ mới là họ đã kết hợp 5 loại vaccine hoặc là 6 loại vaccine: bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, bại liệt và HIP
trong một chế phẩm vaccine 6 trong 1 hoặc là 5 trong 1 của dịch vụ và 5 trong 1 của tiêm chủng mở rộng. Thì cái này rất là một thành tựu. Rồi thì giảm số liều tiêm cho trẻ, giảm số lần đi tiêm và giảm phải gánh nặng cho ba mẹ. Nhưng mà đáp ứng miễn dịch vẫn như cũ chứ không có thay đổi. Thưa bác sĩ, thông thường thì tôi thấy rằng sau khi mà tiêm chủng thì các bé sẽ có những cái phản ứng. Tôi hiểu rằng đó là có thể là những phản ứng rất là tự nhiên của cơ thể đối với một loại vaccine. Thế thì bác sĩ có thể khuyến cáo với khán giả truyền hình biết được những cái phản ứng nào chúng ta cần phải lưu ý sau khi tiêm chủng? Sau khi tiêm chủng, trẻ sẽ được theo dõi ít nhất tại bệnh viện là khoảng 30 phút. Sau đó các bác sĩ sẽ hướng dẫn mẹ về cách theo dõi tại nhà ít nhất là 24 giờ. Thông thường là trẻ sẽ có những cái biểu hiện phản ứng nhẹ thôi. Ví dụ như là trẻ sẽ sốt, thì sốt mức độ nhẹ, cái này bệnh này sẽ tự giới hạn trong khoảng 24 giờ. Cái này ba mẹ không cần phải điều trị gì, cái cần cho trẻ uống nhiều nước, khi uống thêm nước hoa quả. Khi nào mà trẻ sốt cao lớn hơn 38 độ 5 thì cần cho trẻ uống hạ sốt. Thì liều thì theo khuyến cáo của bác sĩ. Những cái phản ứng tại chỗ, ví dụ như là sưng đau tại chỗ tiêm, thì đó là phản ứng của cơ thể đối với vaccine. Thì cái phản ứng này cũng tự giới hạn trong khoảng 2-3 ngày rồi trẻ sẽ tự hết. Còn những cái trường hợp mà nặng, ví dụ như trẻ sốt cao liên tục lớn hơn 39 độ mà qua 24 giờ vẫn không hạ, hoặc là trẻ ly bì, rất khó đánh thức, trẻ bỏ ăn, bỏ bú, thì mình nên ngay tới bệnh viện. Quả thật thì trên thực tế thì các bà mẹ khi mình gặp trường hợp con trẻ bị phản ứng như vậy khi sau khi tiêm vaccine thì rất là lo lắng, và rất nhiều bà mẹ cũng đã có những cái phương pháp dân gian để xử trí trong những trường hợp này, ví dụ như là đắp lòng trắng vào trứng gà hoặc là đắp vào tay vào vaccine tấy đó. Thì thưa bác sĩ, thì những cái kinh nghiệm như vậy thì có đúng hay sai? Thường thì chúng ta không nên xử trí theo cái kinh nghiệm dân gian như vậy. Tại vì như bác Nhì trả lời hồi nãy, cái phản ứng sưng đỏ đôi khi là cái phản ứng của cơ thể tại chỗ. Thì chúng ta có thể là giữ sạch, nếu như mà đắp khoai tây hoặc là những cái gì sạc chanh hay là lòng trắng trứng như một số ba mẹ thường làm, thì chúng tôi sợ rằng là sẽ góp phần làm nề và dễ nhiễm trùng, vậy bẩn dễ nhiễm trùng tại cái vết tiêm hơn. Tốt hơn hết là chúng ta giữ nguyên và vệ sinh cẩn thận, nếu có tắm cho trẻ thì cũng tránh cái chỗ tiêm để khỏi nhiễm bẩn, nhiễm nước, nó có cái nguy cơ nhiễm trùng. Còn nếu mà cháu sốt cao hoặc là có những cái vấn đề mà biểu hiện nặng nề thì như bác Nhì khuyến cáo thì tốt hơn hết là ba mẹ nên đưa trẻ trở lại cơ sở tiêm chủng hoặc là một cái trung tâm y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời. Còn không nên tự ý mình làm những cái xử trí tại nhà mà không có cái sự khuyến cáo của bác sĩ. Quả thật thì có rất là nhiều vấn đề mà các ông bố bà mẹ phải lưu tâm theo khi mà cho trẻ tiêm phòng vaccine. Và những cái ý kiến của bác sĩ Nguyễn Thị Mận cũng như bác sĩ Võ Thị Hồng Nhị từ đầu chương trình đến giờ, tôi nghĩ rằng đó là những kinh nghiệm cũng như những cái kiến thức rất là bổ ích và dành cho quý vị. Thưa bác sĩ Nhị, thì có thêm một câu hỏi nữa mà tôi muốn chia sẻ, đó chính là có những cái trường hợp nào mà trẻ chúng ta khuyến cáo là không nên tiêm phòng vaccine không ạ? Hiện nay theo khuyến cáo của Bộ Y tế thì có những cái chống chỉ định tuyệt đối và những cái chống chỉ định tương đối đối với vaccine. Và những cái trường hợp mà chống chỉ định tuyệt đối, ví dụ như là trẻ bị sốc phản vệ đối với cái loại vaccine đó trong lần tiêm chủng trước là tuyệt đối không được tiêm lại. Thứ hai là trẻ dị ứng với bất cứ thành phần nào của loại vaccine đó thì mình cũng không được tiêm lại. Thứ hai là chống chỉ định tương đối, thì đối với những trường hợp trẻ bị sốt, đang bị bệnh nhiễm trầm cấp tính, ví dụ đang bị viêm phổi, đang bị viêm họng. Thứ hai, đối với trường hợp chống chỉ định tương đối, đó là trẻ đang điều trị bệnh ác tính mà có dùng thuốc ức chế miễn dịch thì mình cũng không nên tiêm. Thứ ba là trẻ bị bệnh mãn tính mà đang được tiến triển cấp tính, ví dụ như trẻ đang bị lao phổi cấp tính thì mình cũng không nên tiêm. Thì bên nay hiện nay Bộ Y tế họ đang khuyến cáo là trước khi tiêm trẻ đều phải được điều được trẻ tất cả trẻ đều phải được khám sàng lọc trước tiêm. Trẻ nào đủ điều kiện theo quy định của Bộ Y tế thì mới được tiêm vaccine. Vâng, tôi nghĩ là sau những cái chia sẻ của bác sĩ thì quý khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn đã có được những kiến thức bổ ích trong cái việc tiêm phòng vaccine cho trẻ. Kính thưa quý vị, thì ngày nay không chỉ trẻ em là đối tượng được đặc biệt quan tâm đối với việc tiêm phòng vaccine, mà những người lớn cũng đã bắt đầu quan tâm đến vấn đề này. Vừa có một khởi đầu mới trong công việc, chị Võ Thị Nhàn, 27 tuổi, rất phấn khởi.
công việc marketing cho một doanh nghiệp khiến chị dồn toàn bộ thời gian và công sức. Theo những đồng nghiệp và khách hàng nhận xét, ở chị luôn có một năng lượng dồi dào, sức làm việc dẻo dai. Để có được điều này, bí quyết của chị thật đơn giản, luôn chú trọng đầu tư cho sức khỏe của mình. Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng ngoài chế độ ăn uống, dinh dưỡng đủ chất, chị Nhàn dành một sự quan tâm đặc biệt cho việc chủng ngừa vaccine. Qua tìm hiểu, chị biết rằng bệnh cúm không loại trừ ai. Tất cả mọi người đều có thể bị nhiễm. Bệnh lây truyền nhanh chóng trong cộng đồng qua không khí, hạt nước bọt li ti hoặc tiếp xúc trực tiếp. Vì thế, hàng năm, chị đều tự ý thức tiêm vaccine ngừa cúm đúng theo lịch hẹn của trung tâm vaccine. Hiện tại tôi được biết thì có rất là nhiều cái chủng cúm, và để mà tránh bản thân mình không mắc bệnh và không lây truyền bệnh cho những người xung quanh mình thì hàng năm tôi đều chủ động là phòng chủng cúm. Thì mỗi năm là cứ định kỳ thì tôi sẽ đi tiêm phòng chủng cúm, và để đảm bảo sức khỏe cho bản thân mình là tiếp tục công việc và cũng không lây nhiễm cho các cái mối quan hệ xung quanh mình như là bạn bè, người thân và đồng nghiệp. Hiểu được tầm quan trọng của tiêm phòng vaccine, không chỉ áp dụng cho bản thân, chị Nhàn còn thường xuyên trao đổi cùng bạn bè, giúp mọi người chủ động phòng ngừa, cùng chuẩn bị một sức khỏe thật tốt để làm việc hiệu quả và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Tôi nhận thấy là tiêm vaccine là cái việc đầu tư thông minh nhất cho sức khỏe. Tôi có thể phòng ngừa được một cái số dịch bệnh có thể diễn ra trong tương lai, và cái sức khỏe của bản thân tôi cũng tốt hơn. Tôi cảm thấy là từ sau khi tiêm vaccine thì tôi ít đau ốm hơn, và tôi có thể làm được nhiều việc hơn, thiết thực hơn cho bản thân mình, cho gia đình và cho bạn bè. Thì tôi cũng muốn nhắn nhủ với mọi người rằng là hãy tiêm vaccine để chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình và những người xung quanh. Tiêm phòng vaccine đã mang lại những lợi ích thiết thực cho bản thân chị. Sau vaccine cúm, chị còn dành sự quan tâm đến vaccine ngừa ung thư cổ tử cung. Đây cũng là điều hết sức cần thiết, đặc biệt đối với những chị em phụ nữ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân như chị. Hiện nay, vaccine không còn quá xa lạ trong nhận thức cũng như cuộc sống của mỗi người, mà đã được cả cộng đồng hưởng ứng là giải pháp kỳ diệu cho một cuộc sống chất lượng hơn. Thưa quý vị, qua đoạn phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy được rằng đầu tư cho vaccine phòng bệnh tức là sự đầu tư thông minh cho sức khỏe. Thưa bác sĩ Mận, thì bác sĩ có thể tư vấn cho khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn biết được rằng cách để thức để chúng ta tiêm phòng ngừa vaccine ung thư cổ tử cung. Vâng, nói đến cái vấn đề tiêm phòng để ngừa ung thư cổ tử cung hiện nay là một cái vấn đề rất là thời sự được nhiều bạn trẻ quan tâm. Như chúng ta biết thì ung thư cổ tử cung rất là nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên trong đó có một cái nguyên nhân lớn là do nhiễm HPV, một cái loại virus. Khi mà nhiễm phải nó thì có những cái tổn thương, đặc biệt là tại cổ tử cung đối với người nữ, và những cái tổn thương trên da đối với cả nam lẫn nữ. Trong đó đối với người nữ thì tổn thương ban đầu tại cổ tử cung và có thể tiến triển dẫn tới ung thư. Chính vì vậy chúng ta có thể tiêm phòng để tránh cái sự xâm nhiễm cũng như là lây nhiễm của HPV sẽ ngăn ngừa phần lớn cái tác nhân gây ung thư cổ tử cung. Và cái vấn đề đáng lưu ý là hiện nay đã có một cái loại vaccine gọi là vaccine tự giả. Trước đây thì người ta tiêm một cái loại vaccine nhì giả, có nghĩa là chỉ chủng ngừa được hai loại HPV, đó là cái nhóm 16 và 18 nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung. Còn cái loại tự giả là phòng được bên cạnh típ 16-18 thì sẽ phòng được cả típ 6 và típ 11. Hai típ đó bên cạnh cái gây cho người nữ còn có gây những cái dạng mụn cóc sinh dục hay còn gọi là sùi màu gà cho người nam. Cái loại tự giả bây giờ thì chế phẩm có cái tên ngoài gạc đơ siêu, có thể là tiêm phòng cho cả nam lẫn nữ. Có một điều mà các bạn cần lưu ý, đó là mặc dù chúng ta đã tiêm phòng để ngừa ung thư cổ tử cung, nhưng mà hàng năm các bạn nữ nên tham gia khám phụ khoa để tầm soát ung thư cổ tử cung do những cái nguyên nhân khác ngoài HPV gây nên. Thưa bác sĩ Mận, thì như vậy thì độ tuổi mà để chúng ta tiêm ngừa ung thư cổ tử cung thì nằm ở giai đoạn? Vâng, đây là một cái câu hỏi rất là thực tế mà trong cái quá trình làm việc chúng tôi cũng gặp nhiều.
từ bệnh nhân và từ cái người thân của trong gia đình, thì họ hỏi là họ qua cái lứa tuổi đó rồi, qua cái giai đoạn 26 tuổi và thậm chí đã quan hệ tình dục thì có tiêm được không? Thì như các bạn biết, HPV là một cái loại virus mà dễ lây nhiễm, có thể từ sạch và dễ tái nhiễm. Chính vì vậy mà nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta cũng nên tiêm để tránh tái nhiễm. Tất nhiên cái hiệu quả đạt được thì không thể bằng trong cái tiêu chuẩn vàng mà nhà sản xuất đưa ra, vì họ đã có cái nghiên cứu cái thành công và cái đáp ứng miễn dịch cụ thể. Nhưng mà tiêm phòng nó không có một cái tác hại lớn nào, nó cũng như là những cái loại vaccine khác, chúng ta nếu có điều kiện thì nên tiêm. Bên cạnh dự phòng ngăn ngừa bệnh lý ung thư cổ tử cung ở người nữ, thì cái gạc đa siêu là một cái chế phẩm như tôi đã nói hồi nãy, là có thể dự phòng được những cái mụn cóc sinh dục ở người nam. Chính vì vậy mà người nam cũng có thể tiêm để dự phòng bệnh cho mình, cũng như là tránh lây lan, lây nhiễm cái HPV cho người tình cũng như là trong cộng đồng. Như tôi đề cập ngay từ ban đầu, thì khi mà chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao thì mọi người sẽ để ý nhiều hơn đến việc chăm sóc sức khỏe cũng như các dịch vụ y tế, và đặc biệt là với các chị em mà chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa làm mẹ thì họ sẽ có một cái sổ đầu tư nhất định trong cái vấn đề này, đặc biệt là việc tiêm phòng để làm sao sinh ra được những đứa con khỏe mạnh. Thì bác sĩ có thể tư vấn cho khán giả truyền hình biết được rằng là trước khi mà mang thai thì chị em phụ nữ cần phải tiêm phòng những loại vaccine nào? Như vậy, trước khi mang thai chúng ta cần chủng ngừa những cái loại vaccine sau. Thứ nhất là rubella, thứ hai là thủy đậu, thứ ba là viêm gan B và thứ tư là cúm. Các bạn ghi nhớ, và đây là cái thời gian mà chúng ta có thứ nhất là điều kiện về sức khỏe, thứ hai là về thời gian, thì nên chủng ngừa trước. Còn trong cái giai đoạn mang thai chúng ta sẽ dành nhiều thời gian và đầu tư hơn cho cái vấn đề mà quản lý thai nghén. Vậy thưa bác sĩ, thì trong quá trình mang thai thì các bà mẹ cần lưu ý điều gì? Hồi nãy chúng ta đã nhắc đến những cái mũi tiêm phòng trước khi mang thai. Thật ra theo khuyến cáo thì có những cái mũi như là viêm gan B, cúm, uốn ván thì có thể tiêm phòng được trong giai đoạn mang thai. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên các bạn là nên tiêm trước nếu có điều kiện. Tại vì trong thời gian mang thai, thứ nhất là cái sức khỏe của người mẹ cũng như là sức đề kháng của người phụ nữ có giảm đi, nên có thể là cái đáp ứng miễn dịch khi mà tiêm vaccine vào nó không có đủ cao thì tạo ra một cái hiệu quả kháng thể không tốt bằng. Cái thứ hai, trong cái thời gian mang thai các bạn cần đầu tư thời gian và những cái năng lượng của mình cho cái vấn đề thai nghén nhiều hơn. Chính vì vậy tất cả những cái mũi tiêm mà chúng tôi giới thiệu các bạn đều có thể tiêm dự phòng trước khi mang thai. Ngoài những nội dung mà chúng ta vừa chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ, thì với vấn đề tiêm phòng vaccine thì bác sĩ Nhị có lưu ý gì thêm đối với khán giả của chương trình? Vâng, theo khuyến cáo thì mình nên tiêm đúng liều, tiêm đúng lịch và tiêm trước khi dịch xảy ra, và cần chuẩn bị trước một sức khỏe là tốt để việc tiêm chủng đạt hiệu quả tốt nhất. Kính thưa quý vị, đó cũng chính là thông điệp của chương trình Bác sĩ của bạn ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Mận và bác sĩ Nhị đã dành thời gian tham dự cùng chương trình, và rất hy vọng sẽ được gặp lại quý bác sĩ trong những chuyên đề tiếp theo của chương trình Bác sĩ của bạn. Kính thưa quý vị, chương trình Bác sĩ của bạn với chủ đề tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng bệnh xin được khép lại tại đây. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Tâm trí Đà Nẵng và Furama Resort. Bác sĩ của bạn được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên kênh DRT2 và phát lại vào lúc 15:30 chiều thứ hai tuần kế tiếp trên kênh DRT1. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng và Cánh Cung Media phối hợp thực hiện. Mọi thắc mắc và quan tâm về chương trình xin mời quý vị hãy truy cập vào website www.bacsicuaban.net hoặc điện thoại về số 0511 3834 333. Xin chào và hẹn gặp lại. Cánh Cung Media trân trọng giới thiệu đêm nhạc Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 25 tháng 7 năm 2015 tại Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng. Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, ca sĩ Lệ Quyên, ca sĩ Evie Phương, ca sĩ Đức Tuấn, MC Minh Đức,
Ban nhạc Hoàng Nhã, thành phố Hồ Chí Minh. Giá vé tham dự đêm nhạc Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên, Lam Phương 300.000 đồng, 400.000 đồng, 500.000 đồng và vé VIP. Địa điểm bán vé: Nhà hát Trương Vương, thành phố Đà Nẵng, văn phòng Cánh Cung Media chi nhánh Đà Nẵng, 43 Baxter, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại giao vé tại nhà: 0943 747 747 hoặc 0917 402 482. Trân trọng kính mời.